Việt Tân lại trổ tài làm thầy bói chính trị. Hôm ngày 20 tháng 7 năm 2021, trên YouTube của Việt Tân có bài bình luận về quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai gần. Việt Tân loan tin dự báo cuối tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ có chuyến thăm Việt Nam nhằm tăng cường sự hợp tác quốc phòng giữa hai nước, dọn đường nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Đáng lưu ý là Việt Tân kích động rằng Việt Nam nâng tầm quan hệ ngoại giao với Mỹ là để tránh sự lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Đây rõ ràng là động thái chính trị ác hiểm, sự tiếp nối của các đòn theo thuyết âm mưu của Việt Tân, hòng phá rối quan hệ đối ngoại Việt-Trung, kích bác quan hệ Trung-Mỹ. Ai cũng biết, Việt Nam vốn từ xa xưa luôn phải đối mặt với các thế lực phong kiến phương Bắc hùng mạnh và âm mưu thôn tính lâm bang. Nhờ tinh thần tự chủ, tự cường mà dân tộc Việt Nam chiến thắng các cuộc xâm lăng, đánh đổ ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Hoa, đánh bại quân đội xâm lược hùng mạnh Mông Nguyên. Truyền thống oanh liệt đó là báu vật tinh thần giúp dân tộc Việt Nam vùng lên đánh Pháp, đuổi Nhật, làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945, lập nên Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu năm 1954, đem đến toàn thắng non sông, thu về một mối năm 1975. Đặc biệt, mở ra môi trường quốc tế rộng mở nhờ đường lối đối ngoại đa phương, góp phần lập nên kỳ tích đổi mới vào đất nước. Một trong những điểm mấu chốt tháo ngòi nổ, phá vỡ đóng băng quan hệ quốc tế của Việt Nam chính là bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc sau chiến tranh biên giới năm 1979, với Hoa Kỳ sau 25 năm chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Đây là kết quả của đường lối đối ngoại mà Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh dĩ bất biến, ứng vạn biến. Từ một thể chế chính trị bị các nước tư bản liệt vào danh sách chống cộng điên cuồng, Việt Nam đã cho thấy mình là một đất nước muốn làm bạn với tất cả, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền giữa các quốc gia theo pháp luật quốc tế. Trong cục diện thế giới, vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông luôn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn, bất an, đe dọa an ninh hàng hải. Nguyên nhân sâu xa chính là sự xoay trục chiến lược của Mỹ đối với Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, cũng có cả những tham vọng cường quốc hải dương của Trung Quốc. Việt Nam, dù tiềm lực kinh tế và quốc phòng không phải ở tầm cường quốc, song nhờ có chiến lược quốc phòng toàn dân, dựa trên nền tảng tư tưởng chiến tranh nhân dân, giữ nước từ khi nước chưa lâm nguy, nên độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia Việt Nam vẫn được giữ vững. Từ một thân phận vong quốc nô, từ một nước bị các siêu cường lợi dụng thương thuyết trên bàn đàm phán ở Geneva, Việt Nam đã bằng chính thực lực của mình để dần dần từng bước tự quyết định số phận chính trị của mình trên trường quốc tế. Quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, song Việt Nam chưa bao giờ tự mình hạ thấp danh dự Tổ quốc, đó là vũ khí chính trị đưa Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Quốc phòng là một trong những lĩnh vực hợp tác quốc tế có tính đặc thù, liên quan tới bí mật quốc gia và là phương sách quyết định thành bại nếu như không may chiến tranh xảy ra. Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng vốn đúng đắn ngay từ buổi đầu khi lãnh tụ Hồ Chí Minh thành lập Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Đó là tư tưởng kết nối nhân tâm, gắn kết lòng yêu nước thương nòi thành bó đũa không kẻ thù nào có thể bẻ gãy. Vì vậy, dù cho quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với Mỹ có nâng tầm hay không, kể cả một số nước khác cũng có mong muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam, thì cũng không vì thế mà mang thù chuốc oán với các nước khác. Việt Nam không theo đuổi chính sách kết bè với nhóm này để chống lại nhóm khác. Nếu là như thế, thì Việt Nam không thể duy trì và phát triển quan hệ đối ngoại với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong thời đại toàn cầu hóa là xu thế tất yếu, Việt Nam đã và đang là quốc gia chủ động hội nhập và thể hiện rõ nét vai trò tham gia giải quyết những vấn đề có tính toàn cầu. Vai trò uy tín của Việt Nam đang lên trên trường quốc tế. Đó là niềm tự hào, tự tôn dân tộc Việt Nam nuôi dưỡng khát vọng cường thịnh. Việt Nam là dân tộc có truyền thống hòa hiếu, biết ứng xử hài hòa các mối quan hệ đối ngoại dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia vì lợi ích đất nước và nhân dân, vì hòa bình thế giới. Vậy nên, Việt Tân đừng nên lặp lại trò thầy bói xem voi trong chính trị, đừng dạy khôn ai trong đối ngoại.